Buổi lễ bế giảng này, em rất vinh dự được thay mặt cho toàn thể các bạn học sinh khối 9 nói lên những tâm tư, tình cảm, suy nghĩ trong suốt thời gian học dưới mái trường trung học cơ sở Phước Tính thân yêu. Trước giờ phút chia tay này, em không khỏi bồi hồi, xúc động. Kính thưa các thầy cô và các bạn, những tiếng ve răm ran trên vòm lá, những cơn mưa rào vội vã đến, vội vã đi đã báo hiệu mùa hè sắp về, mùa thi lại tới. Thời gian trôi qua thật nhanh, mới ngày nào đó ta còn nghe vang vọng tiếng trống khai trường, mở đầu biết bao dự định, kế hoạch của thầy và trò trường trung học cơ sở Phước Tính. Vậy mà hôm nay đã đến lúc mỗi người muôn phương ơn thầy tình bạn nghĩa trường không quên. Em xin chân thành cảm ơn.